Hè về, nhiều bậc phụ huynh lo lắng không biết nên cho con làm gì, chơi gì. Đối với trẻ em, sau 9 tháng miệt mài học tập, hè là dịp để nghỉ ngơi, để cùng bạn bè vui chơi giải trí. Nhưng các bậc cha mẹ lại có nỗi lo riêng. Khi nói nghỉ hè, trẻ nên làm gì? Chứ không phải nghỉ hè nên làm gì cho trẻ. Bởi mùa hè chính là của con trẻ. Người lớn cần ý thức rõ ràng điều đó để giành quyền kiến tạo một mùa hè cho đúng chủ nhân của nó. Điều đó cũng không có nghĩa là phó thác hoàn toàn cho trẻ muốn làm gì thì làm trong 3 tháng hè. Cha mẹ nên giữ vai trò định hướng. Thực tế cho thấy, đa số sẽ dành khoảng thời gian hè cho con mình học những môn còn yếu trong năm học qua. Học những môn năng khiếu mà cha mẹ hướng tới lâu nay, đàn, vẽ, bơi lội, hoặc dành thời gian này để bồi bổ sức khỏe cho con. Với những gia đình neo người, cha mẹ bận rộn như những gia đình ở thành phố, thì lựa chọn nhiều nhất vẫn là cho con đi học thêm, văn hóa hoặc năng khiếu. Ngoài giờ học, trẻ chỉ còn biết thui thủi ở nhà làm bạn với iPad, máy tính, game, và tình trạng này ngày càng gia tăng. Đã đến lúc phải lưu ý đến những cảnh báo về hệ lụy của cuộc sống lạm dụng công nghệ. Đó là sự cô độc của con người giữa đống máy móc vô tri. Chúng ta không mong gì một thế hệ tương lai chỉ biết đến máy móc, vô cảm và mất dần những giá trị ruồng cột gia đình bản quán đã bao đời. Lẽ thường thì làm cha mẹ ai cũng mong mang đến cho con những gì tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải hiểu một điều là trẻ háo hức mong chờ một mùa hè, mùa nghỉ ngơi đúng nghĩa, theo cách riêng và phù hợp với chính bản thân từng đứa trẻ. Mùa hè năm nay thì đối với tôi thì là sau khi chúng tôi sẽ đi khám phá một vùng đất mới nào đó, cháu trai của tôi thì tôi sẽ tập trung vào khoa học kỹ thuật, đó là điều cháu đã thích. Nó đã được lộ rõ trong nhiều năm tôi xây dựng từ từ để tìm hiểu về cháu. Bé gái thì vẫn là đam mê về hội họa, nghệ thuật, nên tôi sẽ cho cháu làm về điều, cho cháu được thỏa thích về cái điều mà cháu mong muốn. Thì tôi vẫn cho con học cái chương trình hè tại trường mầm non suốt 3 tháng hè. Năm nay thì con thứ nhất là lớn rồi, thứ hai là cảm thấy là cái chương trình nó không có gì là cải tiến. Muốn con mình có thêm nhiều kiến thức về khoa học, về xã hội, về kỹ năng sống. Tôi làm công chức, hai vợ chồng công chức đi làm. Nhất là người ở nhà thì không có ai trông bé. Cho bé ở nhà thì bé sẽ thứ nhất là xem tivi, chơi game, rồi còn chuyện sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ. Mọi thứ nó sẽ đảo lộn mà lại không có bổ ích cho bé. Phong nghĩ là Phong sẽ cân bằng cái mùa hè của con như là những năm trước. Có nghĩa là các bé sẽ có độ khoảng 1 tuần hay là 2 tuần. Sẽ về quê nội, quê ngoại, coi như là mình chấm dứt hoàn toàn những cái chuyện học hành. Còn phần còn lại của thời gian mùa hè thì các bé sẽ tham gia chung với những cái nhóm bạn của mình vào những cái khóa học của các bạn ở thành phố. Vì nói một cách nghiêm túc là ở chơi dưới quê thì cũng không phải là quê mình có thể sống mỗi ngày. Thành ra mình chơi nửa tháng, 5 bữa, nửa tháng thì sẽ chán. Và đi lên thành phố lại thì mình phải tham gia vào những hoạt động tích cực ở thành phố. Chứ nếu ở thành phố mà không có hoạt động gì hết thì bé nhà coi tivi không à. Thành ra là cũng không có ai quản được. Mà nếu gửi về nội hay là gửi về dì cô thì dì cô hay nội cũng cho coi tivi không à. Thế thành ra là chắc là bé sẽ tham gia vào những cái khóa học ở trường thành phố. Bố mẹ bây giờ thì lại có cái khuynh hướng là áp đặt cho con mình phải học cái này, phải học cái nọ, phải học cái kia. Thậm chí nó không thích, cũng buộc nó nữa. Thì cái đứa nhỏ nó bị đè nén, bị dồn ép rất là khổ. Trong suốt các cái năm học nó đã vất vả rồi, thi cử triền miên rồi, tới chừng nghỉ hè không được nghỉ gì cả. Thành ra theo tôi thì cần thiết phải kết hợp giữa hai mặt. Phụ huynh dĩ nhiên là cũng phải có một cái định hướng, muốn cho con mình nó có cái năng khiếu về hội họa chẳng hạn, thì dịp hè là cái dịp để cho nó đi học vẽ. Nó có năng khiếu về đàn, về ca, về hát thì cho nó đi học nhạc, nó đi học đàn. Bên cạnh đó vẫn phải tổ chức những cái chuyến dã ngoại cho nó đi chơi. Theo tôi nghĩ thì không cần phải đi đâu xa đâu.
đi ra ngoại ô, ra tới Củ Chi, ra tới Bình Dương, đây là có nhiều điều để mà học lắm rồi. Thậm chí nhiều em bây giờ nó chưa biết cái hộp lúa ra làm sao, nó chưa biết cái cây trái như thế nào, nó chưa biết cái con bò lấy sữa như thế nào chẳng hạn. Tất cả những điều đó